Tổng thống Nayib Bukele của El Salvador đã tiết lộ một số hình ảnh đầu tiên cho thành phố Bitcoin theo kế hoạch của đất nước ngay sau khi quốc gia này thực hiện giao dịch mua 500 BTC mới nhất. Mô hình tỷ lệ thành phố Bitcoin cũng cho thấy quang cảnh ban đêm, các địa danh trong nước và sân bay vô cùng hoành tráng. Hơn nữa, thành phố Bitcoin còn có tầm nhìn ra núi lửa. Tổng thống trước đó cũng đã công bố vào năm 2021 rằng El Salvador muốn sử dụng năng lượng từ núi lửa để khai thác Bitcoin. Và trong tháng 10 cùng năm, cơ sở đào BTC núi lửa đầu tiên của đất nước đã được triển khai. Để hỗ trợ dự án, chính phủ đang tìm cách huy động trái phiếu được hỗ trợ bằng BTC trị giá 1 tỷ đô la, được cho là sẽ đáo hạn vào năm 2032 và đưa ra mức lãi suất cao là 6,5% hàng năm. Trong khi 500 triệu USD sẽ đầu tư trực tiếp vào BTC, 500 triệu USD còn lại dùng để xây dựng thành phố. Tuy nhiên, vào tháng 3 năm 2022, El Salvador đã hoãn kế hoạch chào bán trái phiếu Bitcoin với lý do điều kiện thị trường không thuận lợi.